Hi, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binga Studio. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn một ca khúc cực kỳ mới của XZ, đó chính là ca khúc I See. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu học nghe thôi nha. Mọi người đặt tay lên như thế này: 5, 6, 7 và 8. Hai phần tay mình sẽ mở lên như thế này. Rồi, 5, 6, 7 và 8. Và 1, 2 và 3, 4, 5, 6 và 7, 8 và 1, 2, 3, 4. Rồi mình sẽ lặp lại nha. 5, 6, 7 và 8 và 1, 2 và 3, 4, 5, 6 và 7, 8 và 1, 2, 3, 4. Sau đó mọi người nhảy lên tà 5, 6, 7, đặt 8. Rồi sau đó mình sẽ nhún xuống 1, hấp 2, 3, hấp 4, 5, 6, 7, 8 và 1, 2, 3, 4 và 5, 6, 7, 8. Rồi mình sẽ lặp lại. Bây giờ mình sẽ đếm lại một lần nữa: 5, 6, 7 và 8 và 1, 2 và 3, 4, 5, 6 và 7, 8 và 1, 2, 3, 4 và 5, 6, 7, hấp 8, 1 hấp 2, 3 hấp 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 và 5, 6, 7, 8. Và đó là phần điệp khúc. Và bây giờ mình sẽ đếm tiếp đoạn đoạn rap để giúp các bạn có thể học được nhiều hơn một chút xíu. 2 đi. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Mình sẽ đặt hai tay xuống 7, 8. Rồi phần này mình sẽ hấp cái hông lên nè mọi người. Hấp, hấp, hai tay mình sẽ đặt như thế này. Rồi mình sẽ đếm lại một lần nữa nha. 2 đi. 1, 2, 3 và 4, hấp 5, 6, 7, 8. Sau đó mình sẽ nhảy hai chân của mình ra, tay mình sẽ vung lên, nó nghe chữ hey và mình nhảy hai chân ra như thế này. Đúng rồi, và sau đó up xuống. Rồi mình sẽ khép hai chân lại cùng lúc như thế này. Rồi sau đó mình sẽ lắc cái vai xoay qua bên này. Rồi mình sẽ nhấc hông lên một cái, nó nghe chữ shake it tới mọi người. Hấp. Rồi sau đó mình đứng dậy. Ok, mình sẽ làm lại một lần nữa nha. 2 đi. 1, 2, 3, tà 4, hấp 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 và 5. Rồi sau đó mọi người đi lên 6, 7, 8. Rồi đoạn thứ 2, mình sẽ đặt chân bên trái đi lên và tay đưa ngang qua. 1, 2, 3, hấp 4, đặt tay xuống 5 và 6 và sau đó mình sẽ nhảy hai chân vào 7, 8. Ok, lại 2 đi. 1, 2 và 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Và động tác cuối cùng, bùm, 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 đẩy ra, hấp 5, 6, 7, 8. Ok, khá là phức tạp, cái đoạn này hơi khó một chút xíu. Bây giờ mình sẽ đếm lại hai đoạn luôn, mọi người hãy cố gắng thử lắng nghe nha. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 và 5, 6, 7, 8, 1, 2 và 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, tắt, tắt, lợn, 6, 7, 8. Ok. Và bây giờ mình sẽ ghép nhạc với tốc độ chậm để mọi người, tất cả các bạn cùng có thể ghép theo nhảy trực tiếp cùng với Bin luôn. Sau khi mọi người thuộc thì chúng ta có thể tự ghép với nhạc nhanh nha mọi người. Rồi, chuẩn bị lại các người. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 và 1, 2 và 3, 4, 5, 6 và 7, 8 và 1, 2, 3, 4 và 5, 6, 7 và 8. Bốn và năm sáu, em biết nha. 1, 2 và
1, 2, 3, 4. Hấp 5, 6, 7. Ok. Ok, sau khi hướng dẫn xong thì Bin hy vọng tất cả các bạn có thể hoàn thành được tốt cái bài học ngày hôm nay nha. Và trước khi rời đi thì đừng quên nhấn like và share cho video giúp Bin, để Bin có nhiều động lực hơn. Và ngoài ra thì trên kênh YouTube của Bin sẽ hướng dẫn thêm rất là nhiều video mới nữa. Rất mong là các bạn sẽ like và chia sẻ giúp Bin nha. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào các video sau. Bye bye.